Sau cái hành trình đi xuyên việc của anh à, Và anh đến những cái nơi nông thôn ừ. Và anh thấy những người gia đình kiểu Về vật chất thì nghèo Nhưng mà họ rất là vui, sống rất là hạnh phúc Anh bắt đầu suy nghĩ lại ở Trong cuộc sống đến điều gì quan trọng nhất Em ừ. có biết không? Đối với em thì em cảm thấy rằng là Trong cuộc sống của em khi mà em Có thể, có thể dung hòa được Các yếu tố xung quanh mình ừ. Thì đối với em đấy là một cái sự mà em cảm thấy là Nó, nó quan trọng nhất ừ. Nó nhưng mà em balance mọi thứ với mục đích gì nhỉ? À, mục đích của em là để mình sẽ sẽ có một một cái cái hành trình trong cái cuộc đời nó là phải sống chứ nó không được tồn tại. Ừ. Bởi vì nếu như tồn tại thì chúng ta sẽ chỉ gọi là có mặt trên cuộc đời này thôi. Còn khi mà chúng ta sống thì chúng ta sẽ có ước mơ, chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ. Thì đúng đấy rồi. em nghĩ đấy, đến đấy cái mục đích của em. Thì ừ. bây giờ em vẫn đang trên hành trình tìm nó. Thì mục đích chính là sẽ tìm được hạnh phúc đúng không? Đúng rồi ạ. À. Thì thật ra là hạnh phúc ở đây thì anh nghĩ là mỗi người sẽ định nghĩa hạnh phúc có với những những người kiểu vật chất tiền là, là rất là quan trọng với những người khác thì nó không thế thì thật ra ở đây ý nghĩa ý của anh là thật ra là mỗi người sẽ phải đi tìm ra cái hạnh phúc của riêng mình và cái hạnh phúc của anh nó sẽ không dùng cái hạnh phúc của em mỗi xác. người sẽ phải định nghĩa cái hạnh phúc và à. thật ra là để định nghĩa cái hạnh phúc cho chính bản thân mình thì mình sẽ phải trải nghiệm đúng không mình phải phải thử nhiều thì ừ. mình mới biết là mình và những thứ này nó có giúp cho mình nó mình có thật sự thích hay không thì thật ra là cái mục đích chính trong cuộc sống là vẫn là tìm được hạnh phúc